38 triệu đồng thôi thì quý anh chị của chú sở hữu ngay một con xe Kia CD5 sản xuất đời 2002, một thời huyền thoại, một thời làm mưa làm gió. Và bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo em review về chiếc xe Kia CD5 với số tiền 38 triệu đồng này, coi em nó có những gì ha. Lời nói đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất tới tất cả các anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đà gia đình của em có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và luôn hạnh phúc ở bên gia đình mình nhé. Chiếc sự màn hình của mình, đây là một con xe Kia CD5 với động cơ dung tích xi lanh là 1.1, và đặc biệt con xe này là chỉ 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Con xe này thì một thời làm mưa làm gió ở trên thị trường trong những năm 95. Dòng này thì anh chị chạy rất là bền nha anh chị nha, dòng rất là bền. Máy là nói chung là gọi là nồi đồng cối đá thì không thể, nếu mà dòng xe cỏ thì không thể chiếc nào qua những cái dòng Kia này cả. Đây anh chị thấy thời hãm rất là ngon lành ngành đạo. Xe là chạy đúng 6 lít xăng trên 100 cây số. Máy móc rất khô ráo và sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đó, với số tiền chỉ có 38 triệu đồng mà thôi là quý anh chị của chú sở hữu ngay một con xe Kia CD5 sản xuất đời 2002 này. Xe này thì hết đăng kiểm rồi, anh chị nào lấy thì bên em sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị một kỳ đăng kiểm mới anh chị ha. Đây, đồng sơn xi tôi nói chung là sạch sẽ thôi, nó không đẹp lộng lẫy, nó không len keng, nó không len xe ben đâu anh chị ha. Với một phân khúc 38 triệu đồng thì anh chị sẽ sở hữu ngay con xe này. Máy lạnh thì sâu như Đà Lạt luôn ha. Tay lái trợ lực, kính bấm, hai kính đằng trước là hai kính bấm, hai kính đằng sau là hai kính quay tay. Bên kia có một cái nấm cửa bị rớt, anh chị nào lấy thì em sẽ thay luôn cho ha. Trần bọng thì nội thất con xe này không thể gì mà chê được anh chị, rất đẹp anh chị thấy. Nội thất là bao đẹp luôn. Đó. Đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu, con này đẹp ha. Đây, cửa nẻo đây anh chị. Đó. Nói chung con xe này thì từ nội thất cho tới gầm bệ, từ trong ra ngoài thì trước sự màn hình quý anh chị thấy em nó rất là cứng cáp, rất là liền lạc ha. Nói chung một số tiền, với số tiền chỉ có 38 triệu đồng mà thôi là anh chị sẽ sở hữu ngay một con xe Kia CD5 này. Xe này thì nếu mà nói về độ chất, độ đầm, độ lầy của em nó thì ta nói chứ không thể gì mà chơi được nha quý anh chị. Đây, tập bì tập lô sạch sẽ, nội thất bao đẹp luôn chị. Đó, đẹp là đẹp với 38 triệu chứ phải đẹp với 380 triệu. Nên mấy anh, mấy anh ném đá, ném gạch đồ thì có xem được thì vô thì mình bình luận những cái lời nó tế nhị ha. Còn vô mà cái ném đá ném gạch thì tốt nhất là nét giùm em cái đi ha, ném không có được với em đâu, tại vì em chặn hết rồi. Bốn cái vỏ con xe này thì còn được coi như là khá là dày nha quý anh chị, bốn vỏ còn khá là dày, 90% gầm bệ, sexy sexy đồ, rất là ngon lành anh chị ha. Gầm rất đẹp nha quý cô chú anh chị, gầm rất đẹp chị ha, bao đẹp luôn. Ok chưa quý anh chị, đen keng len sben luôn. Với một phân khúc chỉ có 38 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú thì sở hữu ngay con xe này. Đó, anh chị nào thiện chí chiếc xe này Kia C5 sản xuất đời 2002, em đến cho anh chị một kỳ đăng kiểm mới thì xin vui lòng alo cho em ha. Bên này thì em còn một hai chiếc, chiếc này 30 triệu ha, 79A124 30, Dragula Note 30 triệu. Anh chị muốn chơi những dòng Kia CD5 thì anh chị cứ làm giống như con xe công vụ của em đây. Đây anh chị thấy ve chai của em là cẩm lai của thiên hạ. Đó, đồng sơn xi đơn giản thôi, mộc mạc chân thành thôi. Đó, anh chị thấy một cái form dáng nhìn nhẹ nhàng, ông bà nói mình thích là mình chơi, một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai vậy ha. Nói chung là lên xương xương, ít đồ chơi, lăn xoăng. Màn hình cam ve được mấy cái này thì đơn giản anh chị, mình còn có tiền là mình bỏ mình vô thôi, quan trọng một khi mình thích là mình lên xe mình chơi thôi. Đó, thì anh chị nào đam mê những cái dòng Kia CD5 anh chị cứ alo cho em, đánh như vô lăng nè, lên luôn chị thôi. Xe này em chọc vui cho cô chú anh chị thôi chứ nhiều anh chị có hỏi có bán không thì cũng bán đó. Mà bán thử 80 triệu đồng coi coi có ai mua không ta. Em bán 80 triệu chiếc xe công vụ này coi có ai mua không ta. Đơn giản thôi. Đó, anh chị nào thiện chí với chiếc xe Kia CD5 38 triệu đồng ở ngoài kia thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0968 22220 ha.